Xin chào các bạn, mình là Tuyền ở Hyundai Bắc Ninh. Hôm nay đứng trước mặt các bạn đây đó là chiếc xe Unify của nhà Hyundai. Đó là hàng bom tấn, chiếc xe điện đầu tiên được ra mắt tại thị trường Việt Nam. Đó. Tổng quan thì các bạn có thể thấy là chiếc xe một ngoại hình hiện đại, trẻ trung, thể thao và cực kỳ năng động. Đúng là xe điện đúng không ạ? Đó. Thì chúng ta cùng đi tìm hiểu từng phần một của xe, thì xem chiếc xe có gì thú vị. Mình cũng phải xin lỗi là mình cũng chưa có tài liệu nhiều về chiếc xe này. Hôm nay mình sẽ nói một chút tổng quan, có những gì mà chi tiết mà mong chưa có review được thì mong là các bạn thông cảm và góp ý cho mình dưới phần bình luận video bên dưới nha. Về phần đầu xe thì các bạn có thể thấy là xe được trang bị cụm đèn, nó đây chắc chắn đèn LED rồi, đèn LED thiết kế kiểu LED Matrix ma trận. Bóng bay vừa nổ. Thì tiếp theo là cái cảm biến. Cảm biến thì là được trang bị 4 cảm biến ở phần đầu xe. Đó, kèm theo là chiếc camera 360. Đấy, cụm đèn thiết kế rất chi là hiện đại. Cụm đèn này thì mình nghĩ là xe được tích hợp công nghệ là đèn tự động bật tắt, tự động hạ pha cốt, đèn thích ứng thông minh khi gặp xe đối diện. Đây các bạn thấy phần la răng của xe được trang bị la răng rất là nhiều chấu, phay xước, nhìn sang trọng. La răng này có kích thước đó là 20 inch, rất lớn đó. Đó. Lốp thì là lốp xịn nhá, lốp mít luôn. Đến phần gương chiếu hậu ngoài thì có thể thấy là cũng là cái giải đèn LED, nó cũng thiết kế theo kiểu ma trận. Dưới đây không thể thiếu được đó chính là chiếc camera để tích hợp camera 360 giúp anh chị và các bạn có thể có những cái hỗ trợ lái cực kỳ tuyệt vời. Công nghệ nữa đó là cảnh báo điểm mù trên gương, quý vị có thể thấy. Về phần tay nắm cửa thì chiếc xe đã được thiết kế với tay nắm cửa ẩn hoàn toàn vào bên trong và mở, thì các bạn có thể là ấn nút này thì cái tay này nó sẽ đó kéo được cửa ra rồi. Cái tay nắm cửa này trông vậy thôi nhưng mà thiết kế rất là chắc chắn. Thì là vì xe được nhập khẩu, ở đây đó là thông tin xe nhập khẩu là nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Đó, nhập khẩu từ Hàn Quốc nha. Về phần đuôi xe thì các bạn có thể thấy là xe được thiết kế phần đuôi to bản, có những cụm đèn cũng thiết kế dạng ma trận cực kỳ là hiện đại. Đấy, cũng được trang bị là camera 360 ở đằng sau và 4 cảm biến hỗ trợ người lái xe. Cùng tiến đến phần nội thất thì chiếc xe này mình trưng bày trong showroom. Mình sẽ mời các bạn qua ngoài này trải nghiệm nội thất của chiếc xe. Bên ngoài này đấy, chiếc xe này là đây gọi là màu xám lông chuột đó. Gọi đơn giản vậy nhưng mà gọi là màu xám titan đó. Đấy, về phần nội thất thì trước mặt các bạn đây nó là tông màu sáng, màu trắng kem kết hợp màu xám tạo cảm giác cho chiếc xe. Thiết kế phối màu cực kỳ là hài hòa. Ui, điều hòa mát lạnh, điều hòa hai vùng độc lập mát lạnh nha. Thì những cái nút bấm này đều được mạ bạc, đó mạ bạc sang trọng. Có nhiều ghế hai vị trí. Và loa xe dĩ nhiên rồi, là loa xịn rồi, xịn xò rồi, đó là loa Bose. Đó là Bose. Ở đây thì là có những cái nút bấm như là mở cốp thông minh, phanh tay điện tử, auto hold, nâng hạ cái góc chiếu của đèn, cân bằng điện tử. Xe được trang bị hệ thống đèn LED Matrix. Trên vô lăng thì được trang bị lệnh chuyển số, chế độ đèn tự động,
màn hình thông tin rộng cực kỳ đẹp, sắc nét. Màn hình này như mình nhớ không nhầm là kích thước 10,25 inch đó. Trên vô lăng thì được trang bị những cái tính năng hiện đại, đó là cruise control, giữ khoảng cách so với xe phía trước, hỗ trợ giữ làn đường và tự động đánh lái, đàm thoại rảnh tay và drive mode. Thì xe này, drive mode này thì mình có thể bấm vào đây thì được xe được trang bị 3 chế độ lái, đó là chế độ Eco, Normal, Sport, tùy cho quý vị đi những cung đường khác nhau. Eco thì là tiết kiệm nhiên liệu, êm ái. Normal là chế độ lái bình thường, Sport là chế độ lái thể thao. Tăng tốc cực kỳ dính ghế. Xe này đã có cái kiểm chứng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong vòng 7 giây. Đó, 7 giây thì không khác gì một chiếc xe 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 thể thao của dòng xe châu Âu cả. Về phần màn hình đa thông tin, màn hình giải trí trung tâm này, mình xin lỗi, đó là màn hình giải trí trung tâm. Thì màn hình giải trí trung tâm thì được tích hợp nhiều chức năng. Đó là có Google Map, camera 360. Đó, cam 360 cực kỳ nét, màn hình cực kỳ to cho trải nghiệm sướng luôn. Ok. Rồi đây, điều hòa tự động hai vùng độc lập. Những cái phím này đều được mạ bạc sang trọng. Về phần cái hộc để đồ bên này thì được thiết kế rút luôn nhá. Đó, như xe sang luôn. Trên này cũng được trang bị là đều là da và dạng carbon. Gương chiếu hậu trong thì được là thiết kế chống chói tự động. Đặc biệt đây, cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Đó, kéo mở một trạm cực kỳ rộng rãi. Người da đây rõ ràng là cái da cao cấp, được đục lỗ tạo cảm giác ngồi rất là thoáng và sang trọng. Về phần xe thì cũng được trang bị sạc không dây chuẩn quy, hai cổng sạc USB. Và cái yên ngựa này nhé, anh chị có thể, các bạn có thể kéo được, di chuyển được nó nhé. Nó di chuyển được cái biên độ, nó rơi khoảng là 15 cm. Thì xe này thì đều được trang bị những cái hệ thống Hyundai Smart Sense. Và trên này được tích hợp số km này, phần trăm pin, chế độ lái và số km còn lại để cần phải sạc, đều đầy đủ hết thông tin cho các bạn. Mình bổ sung thêm là chiếc xe này nếu mà được sạc đầy thì các bạn có thể đi quãng đường tối đa là từ 450 500 km. Đó. Thế thì theo mình tính toán là một ngày các bạn đi khoảng 5 km thì 50 km thì các bạn có thể phải 10 ngày đến một tuần thì mới cần sạc điện cho xe. Đây nắm cửa, mình mời các bạn cùng xuống khoang hành khách phía sau. Đây, sang trọng chưa? Rèm che nắng nhá. Cửa gió điều hòa ghế sau nhá. Tay nắm cửa mở, cực kỳ sang trọng, mạ bạc, da xịn, mềm, loa Bose. Về độ rộng của hàng ghế thứ hai thì các bạn có thể thấy là còn thừa ra rất là nhiều xe, vì cái trục chiều dài cơ sở rất là rộng đây, cho nên là chúng ta có thể có một cái hàng ghế sau rộng rãi. Độ ngả lưng ghế thì cực kỳ tốt. Đó, mình vừa ngả cái ghế của mình thêm một góc góc nữa. Đây các bạn có thể thấy là độ ngả lưng ghế tốt này. Đó.
cực kỳ là sang trọng, và mình sẽ bớt mệt mỏi hơn cho những hành trình dài. Đây, các bạn có thể thấy là quan sát từ phần phía đằng sau lên trên, chúng ta có thể thấy không gian nội thất sang trọng. Các bạn có nhu cầu tìm hiểu về xe Ioniq 5 thì xin vui lòng liên hệ với cả mình qua số điện thoại mình để trên màn hình. Mình xin cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ mình và đại lý và kênh channel Hùng Xe ơi. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình và những video tiếp theo. Mình xin cảm ơn.